hồng nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh youtube các chuyện và đến với kênh các chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với hồng nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong à, tập truyện ngày hôm nay nhé anh vừa đưa ra cô đã đá vào Làm anh phải co chân lại Kêu lên như là sắp chết đến nơi Đau quá đau chết đi được Kiểu này chắc là bị què chân rồi Thôi đi ông tướng Tiểu Khương quỳ một chân xuống trước mặt Khánh Bình Ngọn đèn sân thượng hắt hai bóng của anh và cô đổ dài trên nền gạch Cô nhìn xuống chân Khánh Bình Cô nén tiếng cười Người ta chỉ đá nhẹ vào chân thôi Làm gì mà kêu như là sắp chết tới nơi vậy Lợi dụng Khánh Bình nắm tay Tiểu Khương ủ trong tay anh Thế em đợi anh chết thì em mới tin là anh nói thật à? Tiểu Khương ngượng ngập giật tay ra và đứng lên lùi ra xa. Hmm. lúc nào anh cũng thích đùa như trẻ con ấy nhỉ? Đau chết đi được ấy, em ác vừa thôi chứ. Anh đứng sát vào Tiểu Khương như sợ mình sẽ lăn đồng ra. Nếu em không thích thì anh không đùa. Nhưng cuộc sống nếu không có đùa, không có nụ cười thì đâu còn ý nghĩa. Những gì anh nói tối nay là sự thật. Em không tin. Anh xin thề có trăng làm chứng cho anh nhé khánh bình nhìn sâu vào mắt tiểu khương cô vội quay đi vờ như ngước lên trời nhìn trăng trăng không tròn nhưng đêm nay lại tỏa màu sáng dịu dàng cô mai mỉa anh ngày mai khi mặt trời xuất hiện mặt trăng biến mất nhân chứng mất đấy thì mọi chuyện xem như kết thúc phải không trước khi đi xuống lầu tiểu khương gàn giọng Tôi sẽ gọi cái cô người mẫu của anh lên dìu anh xuống Khánh Bình vội chụp tay Tiểu Khương và nói Đừng đi Anh xin em à Một lần thôi xin hãy tin anh Tin anh á à? Lúc nãy tôi còn thấy anh Không lẽ anh bảo tôi không nên tin vào những gì tôi vừa thấy à Khánh Bình cười tủm tỉm. Đương nhiên là nên tin vào đôi mắt của chính mình Lúc nãy đúng là anh và cô ấy hôn nhau Anh là cái đồ bị ổi Tiểu Khương đỏ mặt Cô giận dữ và mắng Khánh Bình lại càng cười to hơn Em nghe anh nói đã Anh mới tiểu lòng em thôi Thật ra anh chỉ xem cô ấy như là bạn Bạn mà hôn nhau á Thế em hôn Duy Sơn thì sao Em còn đứng im đón nhận lớn nào khác Ơ à, Người ta hôn lên chán Có anh và cô ta Anh và cô ta thì sao nào Giơ tay lên đầu Khánh Bình cười Thôi anh không cãi với em nữa Mau trả lời anh đi Em có yêu hay không yêu Trả lời một câu cho người ta còn liệu Không yêu Người như anh tôi không dám Giống như là quỷ À dám mắng anh à Đánh đỏ bây giờ đấy Này 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 tôi không đùa đâu nhá Em cũng vừa vừa thôi Nãy giờ anh phải dẹp bỏ sĩ diện Để bày tỏ nỗi lòng với em Em yêu thì nói Làm sao mà phải hành hạ anh thế Em yêu anh á, còn lâu nhá Khánh Bình bằm môi và tức tối Còn dám nói như vậy nữa à Lúc nãy ghen muốn nổi lửa còn gì nữa Còn chối à Không biết ai nổ lửa Ai lôi người ta lên đây hả Cô ngoài ngoài bỏ đi Anh hãy làm người lớn Hãy suy nghĩ kỹ lại đi Không đâu Tôi là tôi Đừng hòng thay đổi tôi nhé khi những sợi nắng vàng đềm tắt cũng là lúc sân trường vắng lặng tiểu thanh gấp quyển sách lại cô giật mình vì sự xuất hiện của ông thầy ngồi trên băng đá trước mặt cô đảo mắt nhìn quanh và đứng lên đợi đã sao thế tôi em lại bỏ đi tiểu thanh đứng lại mặt cô chuyển sang màu tai tái vì sợ xin lỗi thầy nhưng em phải đi về nhà thôi tiểu thanh đợi tôi đã nào Duy Sơn bước đến, anh mỉm cười. Nếu mà tôi đoán không lầm, em đã xem quyển sách này nhiều lần. Tiểu Thanh nhíu mày nhìn xuống cuốn sách mình đang cầm. Sao thầy biết? Nhìn nó không còn mới nữa. Nhưng hình như em thích cuốn sách này. Tiểu Thanh mỉm cười. Tự dưng cô không còn thấy xa cách với ông thầy của mình nữa. Một điều lạ từ trước đến nay mới có. Dạ, tác giả kể những mối tình rất lãng mạn và rất thật. Người đọc đã cảm nhận tâm tư tình cảm của tác giả Lãng mạn thì tôi đồng ý Nhưng chân thật Em cho rằng nhà văn sẽ chút hết những cảm xúc của mình Với tác phẩm mình viết ra Vậy theo thầy thì sao? Nhà văn bị à? Không, dĩ nhiên là không Vậy thì là thật Duy Sơn bật cười Sóng đôi cùng tiểu thanh ra cổng Cả hai không biết đã trở thành đôi bạn từ lúc nào Mà cũng đúng thôi Anh hơn cô có 7 tuổi Anh phân tích những mối tình em đọc trong sách có thể là thật cũng có thể là hư cấu cho lãng mạn nhưng không phải là của riêng tác giả anh đâu có yêu nhiều như thế mà còn cô cả mối tình bè bạn và một số dạng câu chuyện phịa như là em nói <laughs> thầy nói cứ như là mình là tác giả không bằng ấy. thọc tay vào túi quần duy sơn nhún vai em có muốn biết trước kia tôi làm gì không dạ không nhưng thầy không cần nói cho em biết. jason đá nhảy hòn sỏi dưới chân mình. không ngờ cô bé có cái nhìn hay và có cái gì đó lạ lắm. anh đã thấy ở cô một tính cách. hay tìm ở chỗ vắng ngồi đọc sách và cô cũng không hề biết anh. ông thầy của cô là nhà văn nổi tiếng, trong khi các nữ sinh khác thì rộn ràng nhốn nháo vì ông thầy trẻ chưa vợ. anh kín đáo quan sát cô. một nét đẹp mộc mạc chân chất, thật ngây thơ và tinh khiết. Tiểu Thanh, anh gọi khai hết tên cô, nhưng cô vẫn thản nhiên đi bên cạnh anh. Con đường chiều nắng vàng buông những chiếc lá xuống mặt đường, gió hưu nhẹ. Em có thích tiết thu tháng tám không? Giơ tay tinh nghịch bắt một chiếc lá non, Tiểu Thanh mỉm cười. Em thích lắm. Sài Gòn chỉ dịu dàng vào mùa thu thôi. Sài Gòn chỉ dịu dàng vào mùa thu. Đây là câu nói của một nhân vật nữ trong quyển sách trên tay cô. Duy Sơn ngạc nhiên quá đỗi Cô bé mê sách của mình như thế sao Thầy biết nhân vật nam làm gì Khi nghe người nữ nói như thế không Duy Sơn bước đều Anh đọc lại đoạn văn mà mình đã viết Nhẹ nhàng giơ tay lên Anh khẽ nhắm mắt giọng mơ màng Anh sẽ gói chọn sự dịu dàng cho em Mùa thu của anh Em hãy luôn là mùa thu của anh Em nhé Ơ ờ, Tiểu Thanh kinh ngạc Trong lúc Duy Sơn quay qua nhìn đôi mắt mở to của cô Em đang ngỡ ngàng về ngoài mình ra Còn có một tín đồ khác ngưỡng mộ sách của anh chàng Vũ Văn à? Dạ Em nghĩ một thầy giáo giải văn như thầy Rất bận rộn với công việc của mình Những quyển sách đẫm chất học trò như thế này Làm sao mà hấp dẫn được thầy Thế á Nhưng mà Đôi khi còn hơn cả đọc nữa đấy Tiểu thanh ngạc nhiên đến đôi mắt tròn vo Màu mắt trong veo Trong một thoáng trái tim nghệ sĩ lãng mạn của Duy Sơn trở nao nao Anh phải quay mặt đi Hình như em rất ít bản hả Tiểu Thanh Tôi thấy em luôn đến trường một mình Vâng Tiểu Thanh cúi đầu giả khẽ Sự quan sát của anh khiến cô bối rối Cô ấp ống nói Em thích đi bộ như thế này Cũng thỉnh thoảng có chị em đến đón Dạ con thay Tôi cũng đang đi bộ cùng em đây Cả hai cùng cười Lần đầu tiên sau biến cố đau thương Tiểu Thanh mới nói chuyện nhiều như thế Nhất là với một người đàn ông Duy Sơn lại hỏi Nhà em ở đâu có gần ở trường không? Dạ không Em phải đi qua hai lần xe buýt mới về đến nhà Duy Sơn nhíu mày dường như cô bé không muốn nói nơi mình ở Côn vụt quay qua Đến rồi em tạm biệt thầy Duy Sơn chưa kịp nói gì Cô đã chạy tới trước và leo lên chiếc xe buýt vừa đậu Duy Sơn đứng ngẩn ngờ nhìn theo anh trở thấy lưu luyến luyến tiếc một buổi chiều đang rất đẹp đi bên cạnh một giai nhân một cảm giác ấm lòng một bàn tay vỗ lên vai duy sơn từ phía sau anh giật mình quay lại mắng khánh bình làm người ta giật cả mình làm trò gì mà đứng ngơ ngẩn ở đây đấy trông ông giống như là bị một nàng thơ nào đó vừa lấy hồn ông đi mất vậy có quá giang không nào vậy ông đi tìm tôi làm gì nếu không phải là cho tôi quá giang <laughs> Đi đổ xăng cái đã Cây xăng số 32 Sao? Không có hứng thú Chuyển mục tiêu à? Duy Sơn nhận ra cách nói khác lạ của Khánh Bình Anh hỏi Ý ông là sao? Hình như ông có chuyện gì đó không hài lòng với tôi Hôm nay tôi đưa ông đi xem mắt người mẫu Mà tôi định làm bìa cho quyển sách của ông Chỉ thế thôi à? Khánh Bình gật đầu Mắt nhìn thẳng Anh không muốn Duy Sơn đọc được suy nghĩ của anh nhưng thật sự là anh đang chiến đấu với mình Hình ảnh Duy Sơn hôn Tiểu Khương Tối ấy cứ luẩn quẩn Quẩn quanh trong đầu anh Chỉ cần Tiểu Khương gật đầu là anh có thể Danh chính ngôn thuận cấm cản Những gã đàn ông như Duy Sơn Ve ván quanh cô Khổ nỗi hết, cô nàng cứ treo lơ lửng Đến đó xong Mình đi uống bia nhé Uống bia Mày bỏ ngọc anh ở đâu Cô ấy về đây vì công việc Mày làm ơn đừng có nghĩ bậy bạ Bậy bạ hay không là do mày Không có gì sẽ để cô ta ở nhà mày Còn nữa Bộ hết phòng à Báo chí đang um sùm lên Báo chí Trời đất Khánh Bình kêu lên trong cổ họng Xanh không biết gì cả Ôi có lẽ về chuyện này mà Tiểu Khương giận anh cũng nên Chết thật Duy Do nhìn qua Khánh Bình Hắn đang lo lắng Chuyện gì mà trông hắn như trầm tư phát sợ thế kia Vừa dựng chân chống xe Tiểu Khương định đi lên phòng làm việc thì điện thoại của cô reo Cô lấy ra xem Nhận ra số điện thoại của Hương Cô mỉm cười áp máy vào tai nghe Alo Bình đây Mày đang ở đâu đấy Tiểu Khương ngước lên nhìn tầng 10 Phòng làm việc của cô ở trên đó Cô trả lời Hương Chị Cát Bình đang ở Đà Nẵng Nên ta phải đến công ty thay chị ấy Vậy còn cậu em của chị ấy thì lại ca nhỏng à Chứ làm sao bây giờ Này mày gọi có việc gì đấy Dòng Thùy Hương trở nên nghiêm túc Mấy hôm trước tao thấy Tiểu Thanh đi cùng một người đàn ông Đi đâu? Quen hay là lạ? Dĩ nhiên là lạ Tao chưa gặp lần nào Họ từ trong trường sư phạm đi ra Trông hắn cũng bảnh bao trí thức lắm Vuốt tóc lên chán sang một bên Tiểu Khương thở phào Không có gì đâu Chắc là bạn bè gì của nó Chúng ta không nên can thiệp sâu quá Mày cứ đứng bên ngoài theo dõi giúp tao thôi Đừng làm con bé sợ Khó khăn lắm nó mới có một mối quan hệ khác phái Chúng ta cần tế nhị hương à Ừ thì tao cũng chỉ lo lo thôi Tao biết Cảm ơn mày nhé Mày dáng giúp tao một tháng nữa thôi Tao sắp về rồi Thủy Hương đùa Sao? Mày đầu hàng cái ông tướng đấy rồi đấy à? Hay là anh chàng tấn công quá chịu không nổi? Đồ quỷ, Tao á, Để yên cho hắn là hắn mừng lắm rồi Ở đó mà dám tấn công tao Thôi tao cúp máy đây Không đợi Thủy Hương nói thêm Tiểu Khương tắt điện thoại Cô nói cứng như vậy thôi Chứ thật ra cô bắt đầu sợ Khánh Bình Anh ta có cái gì đó khiến cô khó làm chủ được mình Cô cảm nhận trái tim cô cũng có chút vấn đề Nếu cứ cận kề anh ta Cái vấn đề mà cô không cho phép xảy ra với mình Trách nhiệm của cô đang nặng ngoằn vai Cô không thể chối bỏ được Nhìn quanh công ty hãy còn sớm Tiểu Khương đi vào Bước vào thang máy Cô lại nghĩ đến vấn đề của Tiểu Thanh Nghe Thủy Hương nói cô vừa mừng vừa lo Mừng với em gái chui ra được khỏi cái vỏ ốc dài cộm của mình Lấy lại phần nào sự tự tin trong cuộc sống Nhưng cũng có một nỗi lo Liệu lịch sử có lặp lại Tiểu Thanh sẽ không chịu nổi Nếu gặp một gái sở khanh Nước mắt Tiểu Khương rưng rưng khi nhớ Về đau thương của hai năm trước Một đứa bé vô tội chào đời Ba mẹ ơi, hãy giúp Tiểu Thanh có được niềm tin và hạnh phúc, con sẽ không để cho ai làm tổn hại nó lần thứ hai." Cửa thang máy mở, Tiểu Khương uể oải đi ra. Bao nhiêu hào hứng trong một ngày đầu tuần bỗng dưng tan biến. Tiểu Khương đi dọc hành lang, rồi dừng lại trước một căn phòng. Tra chìa khóa, cô mở cửa bước vào. Đang bước vào, có cái cảm giác nơi này không chỉ có mình cô. Và cô suýt nữa đánh rơi cái ví trên tay Khánh Bình đang ngồi trên ghế của Cát Bình Anh ngước lên nhìn cô Hôm nay anh ta mặc quần áo chỉnh tề Tiểu Khương vụt kêu lên Ôi cái đầu anh ta cắt cái mái tóc láng tở của mình lúc nào Cái mái tóc cắt ngắn gọn gàng Trông lạ và quyến rũ Anh ta định bày trò gì đây Khánh Bình ung dung chào Tiểu Khương giọng vui vẻ Chào buổi sáng Tiểu Khương ngạc nhiên đến tròn cả mắt Cô nhìn Khánh Bình rồi xem đồng hồ Anh dậy sớm và không ăn sáng để đến đây à? Vừa nói cô vừa đưa tay chỉ vào anh Khánh Bình cười đứng lên rời bàn đi ra Giang rộng hai tay Thay đổi hình tượng, được chứ Anh xoay một vòng trước mặt Tiểu Khương Tiểu Khương gật đầu Anh lịch lãm, trững chạc lắm Nhưng mà với phong cách này anh phải đến sàn diễn thời trang cùng với Ngọc Anh Chỗ này không hợp chút nào Vô duyên Em không móc học anh là không được à Không đúng à Hôm nay tôi đến đây để làm việc Tiểu Khương vờ trố mắt ngạc nhiên Khánh Bình tức giận chống nạnh lên hông và sừng sộ Này Tôi cũng là người có tự ái cao lắm đấy nhá Đừng có chọc giận tôi Khó làm việc lắm đó Tiểu Khương mỉm cười, <cười> Sao bảo tôi là tôi không thay đổi cơ mà Làm việc nghiêm túc đâu phải cá tính của anh Đến đây làm việc thì ai cũng như ai Tôi không xem anh là công chủ đâu Khánh Bình trừng mắt Người đâu mà thủ dai dễ sợ Cô có biết để đến đây Anh đã phải tranh đấu với Bình như thế nào Mới dễ bỏ được cái sĩ di diện không Không biết khen anh còn móc họng Tiểu Khương nói Khánh Sao Bây giờ anh về là kịp đấy Không trả lời Khánh Bình vòng lại ghế ngồi Anh gõ tay lên bàn Chà thích thật Giá mà có ống kính Chụp đến vai tấm là hết ý Anh thấy cô Không thấy cô trả lời Anh nhìn cô và nói Không hỏi gì à Hỏi gì Tiểu Khương rót trà ra hai cái ly Giọng cô lơ là Khánh Bình nhắc Hỏi tại sao tôi thay đổi Có liên quan đến tôi sao Thánh Bình thầm không hài lòng trước thái độ thờ ơ kia Xong anh thầm nhủ mình phải cố gắng Cô ta chỉ lạnh lùng cái bên ngoài thôi Chứ vẫn nhạy cảm và yêu đuối lắm Anh nhận ra điều đó trong lúc cãi cọ bất đồng Và khi anh hôn cô Cô ta việc gì cũng giỏi Chỉ có hôn là vụng về Này uống nước đi Mặt tôi dính gì mà nhìn ghê thế Không tránh cái nhìn Khánh Bình trầm giọng. Đôi khi anh tự hỏi ấy, Em là phụ nữ thực thụ hay là xăng pha nhớt nữa Một người đàn ông nhìn mình chăm chú mà không hề biến sắc Hay là tỏ một chút mắc cỡ ngượng ngùng Vậy mới nói cái đầu hời hợt Chỉ biết thấy những gì trước mắt Tiểu Khương mắng thầm trong bụng Cô nhún vai và lành nhạt Người ta chỉ mắc cỡ với người mình yêu thôi Khán Bình cắn mạnh môi mình lại Anh ước gì mình đừng đến đây cho khỏi phải đau lòng Người đâu mà chẳng có lương tâm Anh nói lẫy phải Tôi đâu có miệng Ánh mắt của một nhà văn Tôi đâu Thôi đi ông Ông đến đây làm việc hay là kiếm chuyện hả Trong giọng nói của cô như là u yếm vậy Khánh Bình mỉm cười Dĩ nhiên là làm việc Em đừng mà châm chọc anh nữa nhé Anh có thành ý thật mà Điều này em khỏi lo Khánh Bình này mà quyết tâm Thì chẳng có gì là khó cả Tiểu Khương lờm Khánh Bình Phải rồi hay lắm Lúc nào cũng tự cao tự đại Nhưng anh đến đây bỏ cô người mẫu ở nhà Không cô ra Hà Nội rồi Cô ấy có công việc ở ngoài đấy Anh cúi gần sát nhìn sâu vào mắt Em ghen à Ừ Tôi ghen vì tôi đang muốn tử tử Gạt vai anh cô biếu môi Dính vô mấy người để tôi chết sớm à Tôi còn yêu đời lắm đâu có dạ như thế Đôi khi dại dột lại chính là hương vị ngọt ngào nhất trong cuộc sống Suốt đời làm kẻ thông minh mới là dại Em ấy thử buông thả mình để được sống dại dột một lần xem Tiểu Khương ngồi vào bàn làm việc Cô bắt đầu mắng mỏ Nhiều chuyện quá, làm việc đi Lấy một hồ sơ trên bàn Cô mở ra đọc để khỏi và nhìn Khánh Bình Anh ta thật là đáng sợ Lúc nãy cô đã phải chấn tĩnh lắm Mới khỏi về run khi nhìn vào mắt anh ta Điên thật Sao anh biết tôi ở đây mà lên Bác bảo vệ nói Thật ra lúc sáng anh định đi cùng với em Nhưng lại sợ người ta mắng nên đành đi đến đây trước Tiểu Khương gấp tập hồ sơ lại Được rồi, thiện ý của anh tôi đã ghi nhận Như thế được chưa Vừa nói cô vừa đứng dậy Chào anh ta như thế là đủ rồi Anh ta đã chịu đến công ty làm việc Cũng là một bước thành công Làm căng quá anh ta nổi quạo bỏ về Cô sẽ bị cắt bình nổi việc ngay Cô dịu giọng anh đến đây vậy anh có biết tôi làm gì trong công ty được không sao không trả lời khánh bình biết là tiểu khương có cái khó của cô anh đã nắm được điểm yếu đó anh khẽ dọc em nói chuyện với cái bàn làm việc của em đi nhé anh không thích cái kiểu nói chuyện của em tại sao lại không thích cá tính của tôi là như vậy đấy anh ghét tôi từ lạnh lùng nó biến thành một người khỏe mạnh vui vẻ thành một cái xác chết xanh lè vậy anh muốn sao muốn em xưng em với anh không khánh bình nắm tay tiểu khương giữ chặt trong tay anh anh ăn nỉ đấy tiểu khương cố rụt tay lại buông tay ra đang làm việc mà em cô đưa tay bộ miệng về mình vừa xưng em khánh bình cười anh sẽ không quên tiếng em của ngày hôm nay cô trợ lý phó giám đốc đáng yêu mắc cỡ muốn chết Tiểu Khương cố chống trả lại Không ai yêu thương gì anh Còn nữa nhá Tôi là trợ lý giám đốc chứ không phải là trợ lý của phó giám đốc Từ nay là phó giám đốc Anh sẽ điều em về làm trợ lý cho anh Mở to mắt Tiểu Khương phì cười. cười Anh nghĩ anh sẽ làm phó tổng giám đốc à Không lẽ anh làm lau cơm Dĩ nhiên là không Để khỏi tốn thời gian suy nghĩ anh đến phòng nhân sự đi để họ sắp xếp cho anh vào làm công việc gì. Họ dám xem thường anh à? Ừ, ờ, để xem, chúc anh may mắn. Khánh Bình đi xuống hỏi cô tiếp tân, "Anh trở lên lầu 10, tất cả tài anh." Lúc trước anh không hề nghe lời chị Cát Bình, nên bây giờ công ty là công ty nhà anh, thế mà anh cứ như một sinh viên vừa ra trường đi xin việc vậy. Thôi kệ, tình yêu sẽ biến sỏi đá thành mảnh đất màu mỡ. Rồi sẽ có một ngày sẽ chinh phục được Tiểu Khương Đây là phòng làm việc của trưởng phòng nhân sự Anh vào đi Cô tiếp tân chỉ cho Khánh Bình rồi quay lưng Cô ta trông khá xinh trong bộ đồng phục xanh Cà vạt trắng Duyên dáng lịch sự Sửa lại cổ áo Khánh Bình đưa tay gõ cửa Vào đi Khánh Bình đẩy cửa bước vào Anh sững người Gì thế kia Không có lý nào ngày đầu đi làm Anh gặp toàn phụ nữ cái giọng mới cất lên Mới lạnh lùng làm sao Anh muốn bỏ về nhưng có cách nào Chưa lâm chặn ở đầu hả Như vậy Tiểu Khương sẽ lại cười vào mặt anh Cô ta đang ngồi chăm chú Nhìn vào màn hình máy vi tính Mái tóc cắt ngắn sao mà giống Tiểu Khương Em làm gì ở đây vậy Tiểu Khương xoay chiếc ghế ngồi cho quay qua Khánh Bình Bộ anh không biết đọc chữ à khánh bình ngạc nhiên bên ngoài ghi là trưởng phòng nhân sự và trên bàn cũng thế bốn chữ trưởng phòng nhân sự to tướng anh hỏi này em làm trợ lý của hắn á tiểu khương muốn cười xong cô ghim lại và đứng lên đi la ghế salon ngồi xuống anh đến tìm tôi có chuyện gì vậy sửa gàn bướng trỗi lên trong khánh bình anh vẩy tay không nói tại sao anh phải nói cho em biết vì tôi là người anh cần tìm Cô lấy ra một tép giấy Chừng như vừa mới in Với cương vị trưởng phòng nhân sự Tôi tuyển anh làm trợ lý của tổng giám đốc Đây là quyết định Cái gì thế kia Khánh Bình nhìn vào tờ giấy Anh hỏi như không tin Gã trưởng phòng khó tính nổi tiếng là em Đúng Nếu đã biết rồi thì mong sửa lại cách xưng hô đi nhé Là cô chứ không phải là gã Có nhận quyết định tuyển dụng này không Không nhận thích chết đi được ấy. Vì từ nay sớm tối sẽ được ở bên cạnh cô Không phải sợ cái gã nào bén mảng tới Nhưng mà Khánh Bình còn làm bộ sừng sộ quay mặt đi chỗ khác Không nhận Em bỏ mặc anh Ít ra cũng phải cho anh một cái chức trưởng phòng Còn không cũng là trợ lý của giám đốc Chứ đâu có làm trợ lý của trợ lý Khánh Bình cố kéo dài giọng ra như bất mãn Tiểu Khương bị mắc mưu thật Cô dịu dàng phân trần Đây không phải là bỏ mặc anh chưa quen với công việc Anh cần việc có từ từ học hỏi Nét mặt cô dịu dàng Sao mà đáng yêu đến thế kia Anh chỉ muốn hôn cô Nên cảm giác anh vùng vằng Có thật không Trước kia tôi vừa là trợ lý Của chị Cát Bình Vừa phải điều hành phòng nhân sự Bây giờ chị đang lo về ở Nha Trang Giao phó việc ở đây cho tôi Anh phải phụ tôi để núi công việc đây tôi chết à Khánh Bình gật đầu Tay gõ mũi tiểu khương Chết cho đáng Cho thế gian này bớt một cô gái chanh chua Tiểu khương đỏ mặt trước cử chỉ thân mật yêu thương Cô đưa tay chùi mũi Lúc anh cười sung sướng vì sự thèn thường của cô Cô vợ hù anh Nào nào Anh đàng hoàng lại một chút cho tôi nhờ Cái miệng ăn nói bạo dạn Không hợp với cương vị của anh đâu Vậy em giúp anh khóa nó lại đi Khóa cái miệng mà anh cái làm như là cái tủ ấy miệng của anh khánh tự giải quyết đi cô quẩy quá đi khánh bình vội đưa chân chặn ngang nó đi bị bất ngờ tiểu khương vớt một cái cô chối với và ngã bổ vào anh khánh bình nghiêng người ôm trọn cô vào lòng thành ra cô nằm trên người anh hai người ngã trên ghế salon cái cảm giác nóng dần dật khắp người khi hai cơ thể dán sát vào nhau anh ôm cô vào nằm luôn tiểu khương gượng ngồi dậy Cô đấm mạnh một cái vào ngực anh Anh để cho cô đấm mình chứ không buông Rồi kề sát vào tay cô Tiểu Khương Em có thể bớt lạnh nhạt với anh được không? Anh đến đây để làm việc hay là để đùa Muốn đùa thì về nhà đùa cho nó đã đi Tác phong không có nghiêm chỉnh gì cả Anh không nghiêm chỉnh ở chỗ nào? Nếu không nghiêm chỉnh Anh đã hôn em rồi Còn cãi Khánh Bình vờ rụt cổ như sợ hãi Tiểu Khương làm mặt nghiêm Ngồi đó tôi sẽ giao công việc cho anh Trước ánh mắt nghiêm khắc của cô Khánh Bình không dám đùa nữa Anh buông cô ra Nhưng cô vừa toan đứng lên anh đã ôm cô lại Giết chặt cô trong vòng tay anh Môi anh tham lam hôn lên mắt mũi Đẩy anh ra Tiểu Khương quát nhỏ Khánh Bình Anh đàng hoàng lại một chút Đây là phòng làm việc đấy rõ chưa Thì sao anh lì lợm ghê lấy cô Bàn tay như gọng kềm siết chặt cô lại Tiểu Khương vừa đấm vào ngực Khánh Bình Vừa đẩy anh ra Cô cố tránh nụ hôn của anh Tiểu Khương càng vùng vẫy Thì bản lĩnh chinh phục của Khánh Bình lại càng trỗi dậy Môi anh tìm môi cô Anh không quan tâm đến những móng tay của cô Bố chặt vào da thì thấy anh phản kháng Anh hôn cô bằng sự say đắm Và rung động ngất ngây của trái tim mình Rồi vòng tay anh trở nên dịu dàng Nụ hôn đàm thám hơn khi Tiểu Khương ngập ngừng để bàn tay lên ngực anh Vòng tay anh siết nhẹ bờ lưng thon của cô Và nắm lấy cho cô ôm qua cổ anh Một Tiểu Khương lạnh lùng Tranh chua biến mất Nhường chỗ cho một Tiểu Khương dịu dàng ngoan ngoãn Khép mắt đón nhằn nổ hôn Cô không chống lại nổi cái cảm giác đê mê cùng cực Mà anh đang truyền cho cô Cơ thể cô như căng da tê dại Một cảm giác đê mê lạ thường Môi anh rời môi cô sương mũi anh còn lưu luyến trên chóp mũi cô anh cười hạnh phúc chưa bao giờ em đáng yêu và dễ thương như lúc này mắc cỡ cô xô mảnh anh ra và mặt ngầu lại có hành vi xấu với cấp trên tháng này trừ anh bốn điểm thi đua hành vi xấu em có biết hôn là biểu tượng của tình yêu không à trừ tiếp hai điểm vì cái là cấp trên sếp à bộ công ty này đưa mục hồn vô thi đua à không anh bị trừ điểm vì bất kính với sếp rồi rồi vậy anh còn mấy điểm sáu điểm trừ một điểm nữa anh sẽ bị hạ bậc bằng lao công nhé lao công ư ừ. à, điều tôi xuống đi xem ai đau lòng cho biết lúc đó đừng có năn nỉ đấy Lửa mắt đè nẹt cô bất chợt anh nhào đến bàn làm việc kể sát mặt vào mặt cô anh làm bồ nghiêm túc vậy cho anh hôn một đồ hôn nữa đi Lúc đó đuổi anh, anh cũng cam lòng ừ. Sợ anh luôn đấy Được rồi nếu anh phụ em giải quyết hết mớ hồ sơ này Tối nay em sẽ mời anh đi ăn tối Khánh Bình cố giấu nụ cười sung sướng Em nói như thế này Có bảo anh chết anh cũng Cũng sao Suy nghĩ lại chứ sao Anh hôn phớt vào má cô Ngu à Chết để bỏ em cho Duy Sơn cô à Tỏa nói bậy bạ Chẳng khi nào thấy anh nghiêm túc được cái gì cả Khánh Bình cười hì hì Ngồi xuống ghế với Tiểu Khương và bắt đầu làm việc Tiểu Khương lướt Khánh Bình Anh thật lạ Rõ ràng khi làm việc rất nghiêm túc Nhưng không chịu đến công ty làm việc giúp chị mình Anh ta đâu phải là con người ham chơi Trời mưa bên ngoài gì dà Khiến cho không khí trong phòng càng say lạnh hơn Khánh Bình lười biếng nằm dài trên ghế sofa Nhưng mắt thì là chăm chú dán Và sấp giấy trước mặt mình Đó là kế hoạch quan trọng nhất trong tháng này Vào đi, Sáu à Em qua bên đó bảo cô Khương nhanh lên, sắp trễ giờ rồi Khánh Bình đáp vọng ra Em đây mà Tiểu Khương bước vào Cô nhăn mày không hài lòng Xem anh kìa Áo quần như thế mà còn hỏi người ta Khánh Bình ngồi dậy đưa tay sửa cà vạt Tiểu Khương xà lại gần giúp Sau anh né tránh qua và cô gắt Sao thế? Em đi ra ngoài đi Hết tôi, giờ lại người ta Muốn anh phải đau tim chết em mới chịu được à? Ờ, tại người ta chưa quen Phải, với anh em chưa quen Nhưng với Duy Sơn hay là cái gã ôn thần nào khác thì gọi anh xưng em còn ngọt hơn cả mía lùi này em như vậy đấy anh không nghe cái câu giang sơn dễ đổi mà bản tính khó rồi những người đó hiền dịu dàng còn anh thì chỉ biết dùng vũ lực để đàn áp người ta khánh bình cười thích ý nhưng em đâu có từ chối nổ hôn của anh nghĩ trong đầu thôi chứ khánh bình không dám giải dột mà nói ra anh cười gì đấy anh có cười gì đâu anh đang vui vì người yêu của anh dễ thương anh dẻo mồm không nói nữa anh cười em là em không đi anh duy sơn sẽ buồn anh sẽ lại buồn anh hôm nay hắn ra bộ sách mới người hắn mong chờ là em em không đến là hắn sẽ buồn không liên quan đến anh tiểu khương trêu anh mất phòng độ quá đi đàn ông không ai ghen như thế cả xấu hổ chết đi được ấy làm gì mà phải xấu hổ Anh yêu thính bảo vệ tình yêu của mình Bộ trộm ăn cắp ăn cướp Hay sao mà phải xấu hổ Hạnh phúc lịm người trước lời nói Cùng ánh mắt cương quyết mạnh mẽ của anh Xong Tiểu Khương vờ biếu môi <cười> 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 Anh đúng là Không biết xấu hổ Chuyện yêu đương trai gái là chuyện thầm kín Mà cứ la âm lên Thắt lại giống anh cái cà vạt đi Không Tùy nói không Nhưng Tiểu Khương vẫn Ẩn mẩn thắt cà vạt lại cho anh Còn anh cứ nghịch ngợm ngắm cô Cô phải đánh vào tay Đàng hoàng một chút xem nào Cuối cùng hai người cũng rời nhà để đến với Duy Sơn Xuống xe Khánh Bình mở cửa cho Tiểu Khương Tối nay có nhiều phóng viên đến dự họ báo Đang nói anh bỗng ngắm cô Mà mãi đến bây giờ anh mới nhận ra Cô mặc áo đầm màu đen hai dây Phơi đôi vai trần trắng ngần Rất đẹp xong anh muốn cô chỉ mặc khi có anh và cô chứ không phải đến chỗ đông người như thế này anh cởi áo khoác của mình khoác lên vai cô em không biết lạnh à lại mặc phong phanh như thế này đây là áo chị bình tặng cho em mà này anh định công khai mối quan hệ của hai chúng ta à? này đừng có quên mình đã cam kết nhé khánh bình sầm mặt đớn lại tiểu khương ngạc nhiên sao không vào em vào đấy Cô đi nhanh vào trong làm Khánh Bình phải vội bước theo Anh thấy ơm mức Cô bé đáng để hơn anh nghĩ Có lẽ là cô đã đoán được ý của anh Anh không phủ nhận đêm nay cô rất đẹp Chiếc áo đầm đen ôm sát thân hình cân đối Tôn vinh làn da trắng mỉn của cô Mái tóc bới cao để lộ chiếc cổ thanh tú Điểm thêm sâu chuỗi lấp lánh Tiểu khương của anh đẹp tuyệt vời Khánh Bình nói thầm trong bụng Tối nay nếu có gã nào nhào vô Thì tội lỗi thuộc về chị Đức Cát Bình ạ à. Chính chị đã tập cho cô ấy quen với những nơi này Chứ chẳng còn ai cả Cứ ngỡ Duy Sơn sẽ mở tiệc ở phòng khách Nhưng anh đã mở tiệc ngoài sân bên hông nhà Khoảng vườn ở đây rộng rãi thoáng đãng Khánh Bình luôn ganh tị Điều này mỗi khi đến đây Vừa thế anh Duy Sơn đã bước đến và vỗ vai Phạt ông cái tổ đến trễ nhá Duy Sơn đắn ly rượu vào tay Khánh Bình Khánh Bình nheo mắt, ngắm Duy Sơn. Trông hắn bảnh bao chứ không lè phè giống một nhà văn chút nào. Này, sao mà đến đây một mình vậy? Tiểu Khương đâu? Khánh Bình lắc đầu. Anh hơi khó chịu trước sự quan tâm của Duy Sơn. Anh không ghen. Nhưng thả là người nào khác, chứ không phải là cái thằng bạn thân của anh. Hai người không vì một cô gái mà mất tình bạn. Đến lượt Duy Sơn ngắm lại Khánh Bình. Trông cậu lạ thật đấy. Thay đổi phong cách thì bao giờ thế Đạo mạo trứng trạc <laughs> Dẹp ông đi Ông nghĩ cái cô 14 đấy chịu bỏ qua Nếu tôi cứ làm cái thằng lông bông à Nhưng nói thật Bị kèm kẹp tôi cũng nên người một chút chút rồi Chà nghe câu này Mấy cô tiểu thư tối nay lại quỳ mọp dưới chân cậu Một cô bé áo tím chào Khánh Bình Nên anh chào lại Lại một cô hấu hùng rực rỡ nữa Nhưng đầu chào Khánh Bình và quen tật Anh cười không quên nháy mắt một cái đá lông nheo Duy Sơn chọc Này Thay đổi hình tượng Còn cái tính phong lưu vẫn không bỏ được à Khánh Bình gật đầu ừ. Giang Sơn thì dễ đổi mà bản tính thì khó rồi Khi mày đi Tối nay tao giới thiệu mày luôn nhá Là bản thân của mày hay nhân vật chính trong quyển sách của mày Ý mày thế nào Hãy giới thiệu để tiểu thanh cho tao đi Cô bé ăn ảnh lắm Tao muốn làm một album Được thôi Vậy lát nữa hỏi cô ta xem Nhưng mà không được làm con gái người ta sợ đấy nghe chưa Người ta sợ hay là chính ông sợ Ông mới có một chút vấn đề ấy. Tôi đang phải tìm cách để tiếp cận người đẹp Tự dưng ông đưa tới Nói thật nhá Lúc đó tôi chụp ảnh nhưng lòng cứ thắc mắc Ông dùng văn chương cái kiểu nào Mà cô bé là chịu làm người mẫu hả Dẹp ông đi tôi là thầy giáo của cô ấy thầy giáo trời ơi người ta nói nhà văn nhà báo nhà giáo nhà nghèo còn mày ấy, giàu sụ luôn định cãi tiếp với khánh bình duy sơn vụt im bặt vì tiểu khương đi đến khánh bình không vui vì tiểu khương không đi một mình cô đi cùng với gá đàn ông hôm nào cô còn tươi cười để cho gá đi sát vào vai cô chào anh duy sơn anh thật đáng để người ta khâm phục nãy giờ mọi người khen cuốn sách của anh một lát anh phải ký tặng em nhé duy sơn cởi thích chí chuyện này thì nhất định rồi em không bảo thì anh cũng làm duy sơn đưa tay bắt tay khánh phong tiểu khương em cũng quen anh phong à khánh phong đỡ lời tôi và tiểu khương quen nhau hồi thời đi học thế Khánh Bình lịch sự bắt tay Khánh Phong. Thường thấy anh trên báo hôm nay tôi mới được biết. Tiểu Khương ngạc nhiên nhìn Khánh Bình. Thường ngày anh đâu có quan tâm đến báo kinh tế, sao lại biết những việc này? Đã như vậy, Khánh Bình còn hỏi. Năm nay anh vẫn là một trong mười doanh nhân nổi bật nhất của thành phố chứ? Khánh Phong cười đầy tự tin. Anh lại ngạo tôi rồi. Báo chí chỉ là thổi phồng lên thôi. Thấy sự khắc lạ trong mắt Khánh Bình, Di Sơn xen vào. Này tôi không biết hai doanh nhân trẻ nói gì Nhưng mà nhà văn như tôi đang cần báo chí nâng đỡ Đừng có đập bẻ chén cơm của tôi đấy nha Cả bốn người đều cười Người đến dẫn chương trình mời Duy Sơn lên sân khấu Nên anh cáo lỗi rút lui Mọi ánh đèn dồn về sân khấu Duy Sơn lịch lãm với bộ vest tông trắng Xuất hiện bên Tiểu Thanh cũng mặc toàn trắng Tiểu Khương Á hốc mồm Cô không muốn tin vào mắt mình Tiểu Thanh Sao lại là Tiểu Thanh với Duy Sơn Điện thoại của Khánh Phong reo lên Nên anh lùi ra sau và đi ra ngoài Nghe điện thoại Được dịp Khánh Bình châm trọng Hoàng tử của em đi nghe điện thoại rồi Lúc này Tiểu Khương không quan tâm đến lời châm chọc Mà cô băn khoăn hỏi dồn. Anh Bình Cô gái đang đứng với anh Sơn là ai vậy Thay vì hướng mắt lên sân khấu Khánh Bình lại nhìn Tiểu Khương chăm chú Cô có thái độ bồn trồn ra mặt Không có lý nào cô lại tiếc Khi bên Duy Sơn có một bông hồng xinh đẹp anh Bình, sao không trả lời em? Lần này Tiểu Khương lay mạnh tay khánh Bình, anh tức giận và gắt. Trả lời cái gì? Cô muốn biết thì lên đó mà hỏi. Anh có thái độ gì đấy? Tiểu Khương bực dọc nhìn theo Khánh Bình, rất ruột chết đi được. Vì chỉ có Khánh Bình mới biết chuyện này. Cô nhìn lên sân khấu xong chạy theo Khánh Bình. Cô giận dữ gọi anh lại. Anh Bình, anh có mau đứng lại không hả? khánh bình đứng lại anh chống một tay lên hông và cau có gì đây tôi đã nói rồi cô muốn biết thì lên hỏi duy sơn anh có thái độ gì đấy tự dưng bỏ đi khánh bình cố nén cơn giận hình như từ lúc quen cô anh luôn bị động anh bị cô quay như con giấy đá vậy anh đã sai lầm khi tỏ vẻ quá si mê cô nhắm mắt lại để dàn cơn giận xuống anh trầm giọng nói được thôi em muốn gì thì anh sẽ nói cái đó nhưng mà trước khi nói anh muốn em trả lời